Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway đến từ sàn Bitmax, ăn chia tổng giải thưởng là 80 triệu token Nabot nha bạn. Thì chương trình giveaway này random cho 200 người may mắn nha các bạn. Thì để tham gia game hôm nay các bạn cần có đăng ký một tài khoản trên sàn Bitmax nha bạn. Rồi sau đó nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow tại Twitter nha các bạn. Trên tại Twitter của giám Bitmax các bạn theo dõi các bạn. Sau đó mình bắt up lên nè, mình đã theo dõi rồi. Sau đó các bạn follow Nabot nè các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi tất cả các bạn join vào tất cả các trang mạng xã hội của nó bạn. Kênh group nè. Đây rồi, kênh Zalo nè. Các bạn join vào các bạn. Rồi, sau khi các bạn join vào xong thì bạn bắt đắp lên nè. Join tiếp kênh này nè các bạn. Rồi, tất cả các bạn join vào hết các bạn. Rồi, sau đó các bạn nhấp vào cái link phong này nè các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền tài khoản tài Twitter của mình nha các bạn. Username tài Twitter, các bạn mở tài Twitter mình dưới bản nào avatar mình được, các bạn sẽ thấy được username tài Twitter mình. Cộng VNN 9. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Telegram và Amazon xã hội gấp các bạn. Mình đã cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Thì lấy username thì dễ thôi các bạn. Các bạn nhấp vào 3 cái cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình chỗ này nè các bạn. Đã cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Rồi sau đó thì các bạn điền một cái địa chỉ email của bạn đang đăng ký trên trùng với tài khoản Bitmax nha bạn. Cung cấp hình ảnh bạn đã theo dõi từ Twitter Nabot thì các bạn quay lại vào kênh group của mình nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi Nabot nè. Phá vàng để nó yêu cầu theo dõi tài khoản Twitter Nabot của bạn. Tài khoản Twitter Nabot của bạn đã theo dõi này thì các bạn phải vào đây ra đi Nabot nè, các bạn nhấp vào đường link này nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn gỡ lấy vào cái phim phong cho nó các bạn. Nhấp vào đây nè. Rồi vào tab nè. Rồi các bạn gỡ lên các bạn. Bạn chọn nè. Rồi tiếp tục cung cấp màn hình ảnh mà bạn đã theo dõi tại Twitter Bitmax thì các bạn cũng tiếp tục luôn các bạn. Follow Bitmax nè. Rồi bạn chụp màn hình lên nè. Rồi các bạn gửi lên trung phong cho nó nha các bạn. Rồi cung cấp hình ảnh bạn đã theo dõi kênh Telegram group Nabot. Chữ cung cấp hình ảnh bạn đã chụp tham gia kênh group Nabot. Thì các bạn cũng mở tờ Twitter mình ra các bạn. Các bạn bấm vào một Nabot Wallet kênh group. À kênh group này các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Ê gửi vào link form đó nè. Tạt nè. Dân vào kênh group nè. Sau đó các bạn tài quyết và tăng 3 người bạn của mình vào. Chụp ảnh màn hình đã tài quyết và gắn thẻ 3 người bạn của mình. Thì các bạn cũng mở tài Twitter của mình ra nè. Ê, vào cái tài Twitter của Nabot nè bạn. Các bạn chia sẻ cái bài Nabot ăn chia góp 800 triệu token Nabot giveaway nè. Bạn like nè. Các bạn chia sẻ như tài quyết nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Các bạn gõ A cộng là nó hiện ra những người bạn của mình nè. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Sau đó các bạn bật up lên nè. Các bạn nhấp lại avatar mình nhấp lại một hồ sơ nè các bạn. Sau đó các bạn chụp lại cái bức ảnh các bạn đã tự quyết nè. Rồi chụp bằng ảnh
các bạn đã tự quyết trở tăng ba người bạn của mình đó. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lên cho nó nè, ảnh dưới nè. Rồi các bạn gửi đây nè. Rồi các bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa coi có chính xác đàng hoàng không bạn. Nếu thông tin chính xác đàng hoàng hết xong thì bạn bấm gửi là xong. Rồi hoạt động thành công. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 80 triệu tức càng nabox đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.